xin chào mọi người. Hôm nay là thứ sáu, ngày nghỉ của dân ở nhà. Rồi đây, ngày nghỉ của dân. Hôm nay là đại hội rau nha mọi người ơi. Cái này là hành lá nè, ngò nè, rau măng nè, rau cần tây, chơi hai bó luôn nha. Cái radi này là giống như cái kiểu Việt Nam mình nó kêu là giống như cái củ cải vậy đó mọi người, kiểu kiểu như củ cải vậy đó, củ cải đỏ vậy đó. Rồi cái này thì cái này á là để chút nữa mình làm mình bóp gỏi nè, hoặc là mình làm salad ăn rất là ngon. Rồi cái này nấm dai chơi hai bắp luôn nha. Rồi đó, ngày thứ sáu của em, rau xanh ngập mặt nha mọi người ơi. Rồi mọi người ơi, ở nhà còn bánh mì cũ nhiều quá cho nên mình làm cái bánh mì chét với lại chả cá hấp. Chút nữa mình sẽ hấp cái bánh mì hấp này á, rồi cái chan mỡ hành này kia rồi lên ăn kèm với lại rau xanh nha. Hôm nay dân mua rau nhiều lắm cho nên là mình sẽ ăn bánh mì hấp với lại chấm với lại nước mắm ăn kèm với rau. Đây á là chả cá cá sô mông á mọi người. Chả cá sô mông mình xay ra rồi bây giờ mình đang chiên nó. Chiên cho cái phần này đó là dân làm từ hôm qua rồi nên thành ra là giờ nó phải chiên thôi chứ để lâu quá không được. Rồi bây giờ mình sẽ chiên nguyên cái thao này nha mọi người. Rồi bây giờ dân đang chiên chả cá. Cái chả cá chiên xong rồi cái nó vàng nên mình trở trở từ từ mọi người. Rồi cái mình gấp ra cái dĩa đây. Rồi nó hút dầu xong một hồi nữa chiều về cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Với lại mình ăn. Cái này mọi người ăn với bún rồi cắt lên cũng ngon, ăn bún chả cá cũng ngon, bún nước lèo, kẹp bánh mì, cái gì ăn cũng được hết á. Rồi, rồi đây mọi người ơi, cái bánh mì hấp của dân. Cái chả cá đó, cái mình còn dư nè, mình chét lên bánh mì hấp, hấp lại. Ủa sao tự nhiên cái miếng này ai cũng có, mỡ hành có, mình bả là không có vậy? Bóc bóc qua cho bả miếng cho bả đẹp chứ. Nó chét lên vậy nè mọi người, cái xong rồi cái chút nữa mình cuốn rau sống. Nhìn nãy dân mua rau nhiều lắm, cái mình cuốn rau sống cái chấm với lại nước mắm. Có chả cá nữa, dân chăm chiên chả cá tại mấy đứa con nhau nó khoái ăn lắm. Xong rồi chiên chả cá nè, chả cá hay chấm với lại cái nước sốt này. Nô là vua làm nước sốt luôn, nước sốt nô làm ngon lắm mọi người. Ổng làm vịt quay á mà cái nước thiếu cái nước sốt của ổng là không được. Cái vịt quay là phải chấm với cái nước sốt của nô làm. Làm ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ thì dân mời mọi người ăn bánh mì hấp chung với lại nhà của dân nha. Rồi mọi người ơi, hôm nay nhà dân hả được lọc ăn quá trời. Cái này là cái bịch bơ. Bơ này là để ăn với lại cái ăn với lại cái ship á mọi người. Trời coi nè, thằng bạn của anh Tino nó cho quá trời. Rồi cái này là hộp cà chua đó mọi người, cà chua ngâm á. Ở đây là cà tím ngâm nè. Đó. Còn cái này là mướp ngâm nè, cục rét á mọi người. Đó. Hôm bữa nó cho nguyên một cái thùng rau, trời ơi, tao nói quá trời. Có có ớt Đà Lạt rồi, có mấy cái này kia, còn cái này nấm nè, còn cái này hạt quinoa để dành ăn giảm cân á, 2 kg luôn. Trời quá đất ơi. Đã rồi. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay là tối thứ sáu của nhà mình nha. Cái này là nấm nè mọi người, nấm xào này mình xào lên chút ăn với lại ốc nha. Ăn cái bulo này chấm với lại muối tôm siêu cay xé lòng, muối tôm Tây Ninh dân làm bên này luôn nha mọi người ơi. Đó, ốc mình ăn ốc tại vì mình ăn quen theo kiểu Việt Nam á, chứ thường Tây người ta ăn cái này ăn lạnh chấm với mayonnaise, nhưng mà dân thì dân thích hấp nóng hấp xả vậy nè. Mà chết thích cũng ăn, thích ăn nóng vậy luôn. Rồi bây giờ dân mời mọi người ăn chung với nhà dân nha, tối thứ sáu của mình nha. Rồi mọi người ơi, hôm nay hả thứ hai ở nhà dân làm mắm cá lóc chân thịt tiếp rồi mọi người. Tại vì hôm bữa mình mua rau nhiều quá đó nên mình nghĩ tới cái món này, cũng lâu rồi không có ăn cái món này á. Nên bây giờ mình sẽ quay lại mình làm cái mắm cá lóc chân thịt này. Đang lọc tỏi thì phát hiện ra được 3 cái tép tỏi. Không biết là nó bị sao mà nó như thế này nè. Giống kiểu như là tỏi ngâm mật ong vậy mọi người. Thấy lạ. Rồi mọi người ơi, hôm nay ở nhà cái mình làm mắm chân thịt
Rồi còn sẵn còn mấy cái con ốc mà hôm bữa mua đó, ăn không hết cái dăn lột ra đó mọi người. Bây giờ bỏ vô ăn chung luôn. Đã chưa nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ thì hai vợ chồng đang thưởng thức cái món mắm của mình đây, chấm với rau. Bên này không có nhiều rau như bên Việt Nam mọi người ơi, cho nên mình chỉ có chấm với dưa leo, rồi rau cần tây, rồi rau măng ngò rồi thôi, với lại một chút nấm xào. Rồi bây giờ Dân mời mọi người ăn cơm chung với nhà Dân nha. Rồi mọi người ơi, hôm nay ở nhà mình đi có mua được quýt nè mọi người. Quýt mà mua quá trời luôn. Với lại hôm nay ha, mình được trái to là giống như là trái lê của Việt Nam mình đó mọi người. Mà mọi người coi cái trái lê nó to đùng cho nè, đã cho nè. Quá đã luôn. Mình phải ăn trái cây lắm mọi người, nên thành ra là mua nhiều trái cây với lại rau xanh ở nhà đó. Mình ăn thích. Những ngày nào mà mình nghỉ ở nhà đó thì thường mình hay có mua nhiều rau xanh với trái cây ở nhà lắm, để dành ăn mấy ngày trong tuần vậy đó. Xong rồi hết thì đi mua tiếp, chứ không có mua nhiều quá thì sợ nó bị hư á, mau hư á. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay là nhà mình ăn cái tô bún nô làm nha, có mực nữa mọi người. Bún mà có mực xào nè, hấp dẫn chưa nè. Rồi nô làm thêm cái canh súp nữa. Rồi vậy là xong cái bữa trưa của Dân. Dân đi làm về không có kịp thời gian nấu đâu mọi người. Thường thì những ngày mà trong tuần Dân đi làm thì toàn là nô nấu cho Dân thôi. Rồi cái những ngày nào mà Dân nghỉ thì Dân mới nấu. Hai đứa mình chia sẻ vậy đó mọi người. Những ngày Dân nghỉ là Dân nấu, còn những ngày trong tuần thì nô nấu. Rồi đây mọi người coi nè, cái tua của con bạch tuộc á. À, nô mua nè, tại nô biết Dân thích ăn cái này á, cái mua về xào vậy nè, ngon chưa nè. Hấp dẫn quá trời luôn. Rồi mọi người ơi, đây là cái bánh kem Dân mới chưa làm xong. Dân làm xong để cho hôm nay là sinh nhật của ông Nhật ở chỗ làm á mọi người, nên mình làm một cái bánh kem dâu cho ông ấy. Tại vì hứa với ổng là sẽ làm cho ổng một cái bánh á, nên hôm nay tranh thủ làm. Rồi đó. Cái gì đẹp. Rồi bây giờ Dân làm, tại Dân không có đủ đồ nghề á mọi người, chắc Dân phải đi mua một cái bộ. Tại mấy cái đầu này là hồi đó má chồng của Dân cho đó, xong bây giờ còn giữ lại. Rồi cái giờ Dân lấy ra mà nó cũng không có đủ, có mấy cái đầu nó nhỏ quá. Bây giờ Dân phải đi mua mấy cái bộ mới đó. Nếu mà Dân có thời gian thì Dân sẽ làm bánh chơi vậy đó mọi người, chơi vui. Rồi mọi người ơi, hôm nay thứ sáu ở nhà mình làm cái này. Đây là cái bún miếng gạo Hàn Quốc á mọi người. Cái sợi bún nó như thế này nè. Đó. Cái miếng của Hàn Quốc á nó ngon lắm. Rồi mình xào ra được cái dĩa đồ xào nè. Cái cọng bún nó dai dai ngon. Rồi xin chào mọi người. Hôm nay Dân ở nhà, hôm nay là ngày thứ bảy, buổi sáng Dân không có đi làm á mọi người. Chiều nay mình mới đi làm, cho nên mình ở nhà mình nấu hai cái nồi bún riêu. Nhưng mà cái riêu này là mình Dân làm từ cái cá đó mọi người, cho nên cái cá sô mông á, cho nên cái màu nó ra không có được đẹp lắm. Hồi kỳ kia là Dân làm bằng cái cá cơm á mọi người, nó ăn giống như là cái vị cua đồng vậy đó, nhưng mà ngặt nổi là hết rồi. Nên thôi Dân làm đỡ cái này. Rồi, đợi cho cái hầm một chút xíu cho cái xương nó ấy, rồi cái mình sẽ nêm nếm lại nha. Rồi đây. Rồi đây mọi người ơi, đây là gỏi cuốn nhà làm. Gỏi cuốn nhà làm cho mập. Độn quá trời độn, rất tè le hết trơn. Ở nhà làm cái mình bỏ nhiều thịt đó mọi người, nhiều thịt, nhiều bún, rau rồi. Nó ăn 5 cuốn này là nó no. Đó. Rồi hôm nay ở nhà cho đi chơi về xong rồi đi ba giờ nó chi với tao Huệ xong về cho ăn gỏi cuốn với lại mà chip thì lại ăn bún riêu. Mà chị đang ăn bún riêu luôn. Mà tôi thì ăn nugget nè mọi người. Rồi mọi người ơi, đi chơi về rồi Dân làm cái món đồ chay của Dân. Cái này là thịt gà chay đó mọi người. Thịt gà chay Dân mua của cái loại này nè. Đó, bây giờ mình sẽ xào cái thịt gà chay này với lại cái nấm. Xào với lại cái nấm dai nè mọi người. Với lại cái nấm này ngon lắm. Với lại cái củ mướp á, để ăn cơm. Rồi, ăn nhanh gọn cho mọi người.
Rồi mọi người ơi, cái đồ xào của Dân xong rồi, bây giờ mình sẽ dọn qua để ăn cơm đây mọi người. Mình sẽ ăn cơm, còn nô thì ăn bún riêu. Rồi giờ bây giờ Dân mời mọi người ăn cơm với hai vợ chồng Dân nha. Rồi, đây tô bún riêu đây.